đó, lắc vậy đó. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ cắt chắc mình làm công việc hàng ngày của mình nha. Mình cắt chắc mình làm cái đĩa xe eo á. Đây, dùng 40, dùng 40 mình cắt xéo gì, dạt xéo miệng vậy nè. Mình dắt, cắt dạt vậy nè. Đó, nguyên cái vuông vậy nè. Đó, đó, mình cắt cắt ra làm đôi ra, cắt ra làm khúc vậy nè. Lát nữa mình hàng là hàng lại như vậy đó. Mình cắt góc 45 độ nha. Cái vuông về nè các bạn, cái vuông về mình cắt ra nha. Đó, mình cắt ra hai đầu vậy, mình cắt ra vậy đó, cái nó mình hàng lại vậy nè. Đó, mình cắt ra lát nữa mình hàng lại vậy nè, hàng đầu này cũng vậy luôn đó, hai đầu mình hàng. Mình cắt ra hết một loạt, mình cắt ra hết một loạt rồi mình bắt đầu mình mới hàng nha các bạn. Đây mình cắt cái đầu đuôi xong hết rồi. Rồi giờ mình lấy cái tim. Lấy tim giữa, lấy tim của giữa hai đầu nè. Rồi đầu mình mới khoan lỗ. Khoan lỗ mình mới xỏ cái cây này qua. Đó, xỏ cốt này qua. Xỏ cốt này qua, lát nữa mình hàn cốt dưới đây. Rồi mình hàn cốt trên đây luôn. Hàn cốt đây luôn, hàn giáp vòng luôn. Đây nè các bạn, đây là các bạn nè, cái sắt này mình lấy tim nè, lấy có tim này không, lấy tim chính giữa, tim giữa của hai đầu mình để vô, mình phan, để vô mình phan giữa nha. Đó, mình phan cẩu, phan cẩu qua luôn, cẩu qua hai đầu luôn, cẩu hai bên. Rồi mình xỏ cái cốt qua. Để hướng dẫn cho các bạn là hàng mới hàng trong nha. Chỉ có cái đầu này á, là mình hàng ngoài thôi. Còn tất cả trong đây là mình hàng ở trong hết, hàng mới hàng trong. Hàng trong đây. Hàng hàng quay hàng trong nha. Hàng quay hàng trong đây. Rồi hàng trong đây luôn. Đây. Là mặt ngoài này mình không có khỏi cần mài. Mặt ngoài này nó bằng luôn. Nó bằng liền luôn. Mình khỏi cần mài luôn, thấy không các bạn, đó láng 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 lần luôn, bằng trang luôn nha, bằng trang khỏi cần mài luôn. Mình hàng mấy hàng trong nha, đây mấy hàng trong, đây là cái hai đầu, hai đầu mình ấp lại nó liền, hai nó hiếp hiếp miệng liền luôn á, hiếp kính luôn, thấy không, kính luôn. Bóp hai cái bóp cái đầu này lại đó, cho nó bằng, rồi mình chấm phá, mình chấm phá một mối cái này về trên đây thôi, chấm phá một mối trên đây đó, rồi bắt đầu mình mới hàng trong nha. Chấm phá một mối trong mình nó bằng nè, bằng trang luôn đó, đó bằng trang đó, rồi bắt đầu mình mới hàng trong nha, hàng trong đây nè, hàng trong
trong đây luôn, chứ mình không có hàng ngoài nha. Đó, mình hàng hàng trong nha. Đó là mỗi hàng nó liền luôn. Nó liền luôn. Liền bằng trang luôn á. Thấy không? Bên đây cũng vậy. Đây cũng vậy, mình hàng trong luôn. Là láng lần luôn đó anh em. Mình khỏi không cần mà hàng ở ngoài. Lát nữa mình chỉ lấy cái bánh nhám mình đánh sơ qua là nó sạch bu à. Láng lần luôn. Còn chỉ trên đây là mình hàng cái này. Trên đây mình hàng này do nó lát nữa mình mài bằng luôn. Mài bằng luôn. Giờ cái cây dài. Cây dài mình cũng là hàng y vậy luôn nha anh em. Nó bằng luôn nha, bằng trang luôn á. Đó. Đó, mình hàng mới hàng trong nha. Mình hàng mới hàng trong. Mình ráp vô hai đầu xong rồi mình ráp vô hai đầu xong rồi mình hàng lại. Ráp hai đầu, ráp vô hai đầu rồi bắt đầu mình hàng trong lại nha. Hàng mới hàng trong đây. Hàng trong đây. Đó, hàng trong đây. Hàng đây. Còn cái đầu này thì mình hàng đây. Hàng đầu là hàng đây. Đó, mình hàng trong nha. Hàng mới hàng trong. Mình hàng cái này là mình giấu mối hàng nha anh em. Mình giấu mối hàng trong, mình không có khỏi cần tốn công mình mài. Lát nữa mình hàng cái đầu này vô đây. Đó. Này vô đây. Đó, mình hàng thành cái dấu cộng này nè. Hàng cái thành dấu cộng rồi, bắt đầu mình mới bỏ cái cốp này vô. Bỏ cái cốp vô đây. Đó. Đó, cốp cũng vậy. Mài sơ cái này nè. Đó. Liếc sơ nó lự, mình hàng trong, mình hàng mấy hàng trong rồi. Mình liếc sơ cái này cho nó sạch sạch. Nè. Mình liếc sơ cho sạch. Đó. Thấy không? Mình hàng mấy hàng trong mà. Đó, mình hàng mấy hàng trong thấy không? Hàng ở trong á. Hai bên nó sạch sẽ vậy nè, góc nè.
đó nguyên đống mình bày rồi như vậy nè. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị cái rập, cái định vị nó, định vị của nó là cái cho nó vô ngay chính giữa, mình bỏ vô trong cái định vị cái rập để mình làm số lượng nhiều, mình làm cái rập. Còn anh em ở nhà thì lấy thước đo gạch ai ke chia ra rồi mình hàng vô, mình hàng chia ra mình hàng này vô nè, đó hàng vô chia ra. Còn cái này mình làm số lượng nhiều mình phải định vị vậy, mình làm cho nó lẹ đó. Đó mình ấy vô vậy nè, đó không nó vậy đó, vậy đó. Rồi mình sẽ hàng, mình sẽ hàng hàng cái này, hàng cái góc này, góc này rồi mình hàng hàng cái này đó, rồi mình lật lên mình hàng đó. Mình hàng xong rồi đó, là mình hàng hai cái mối này mình hàng xong rồi đó, thấy không, hàng xong rồi. Rồi mình hàng luôn cái phần này luôn, hàng luôn cái mặt trên luôn đó, hàng luôn mặt trên luôn, hai mặt mình đã hàng xong, thấy không. Đó, hai mặt mình hàng xong rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới hàng cái cốt vô. Mình lấy cái cốt nè. Cốt nè. Đó mình hàng vô. Đó, mình xỏ vô. Mình xỏ vô đây rồi mình chấm cái này lại, rồi mình chấm mình phá cái này lại đó. Rồi bên đây mình cũng hàng luôn nha, bên đây mình cũng hàng luôn, mình hàng giáp vòng luôn, hàng giáp vòng luôn. Đây mình hàng giáp vòng luôn nha anh em, đó mình hàng giáp vòng luôn rồi đó, thấy không, hàng giáp vòng luôn, rồi mình hàng luôn mặt bên đây luôn đó, mình hàng luôn bên đây là nó giữ cái cốt lại, giữ mặt bạn lại cho nó cứng, nó sẽ cứng, nó không có nghiêng, không có lắc đó, vậy là quá cứng, quá ok luôn. Đó mình gõ sỉ ra hết rồi nghe nè. Đây nè anh em, cái ổ bạc đạn mình cũng đã hàng rồi, ổ bạc đạn rồi mình ấy vô đây nè. Đó thấy không, ổ bạc đạn mình cũng đã hàng rồi nha. Đây bạc đạn mình đóng bạc đạn vô, mình đóng bạc đạn vô đây, đóng bạc đạn vô lỗ này, còn cái lỗ này để dành lối cái bạc đạn ra nha. Bạc đạn có hư thì mình lối, mình dùng cái cây, mình dùng cây mình lối này ra, lối bạc đạn, nếu bạc đạn có hư mình lối cái cây cốt này ra, mình thay bạc đạn, mình thay bạc đạn được, đã lỗ này để dành thay bạc đạn nha. Đó là cái này nè, nó vô đây nè. Đó, vô đây nè em. Đó vô đây vậy nè. Cái này là mình chưa xong nha anh em, mình mới thử cho anh em coi thôi nha. Đó. Đó. Thấy không? Đó. Đó quay vậy đó. Đây mình hướng dẫn cho các bạn nha, là cái này là 30. Đó.
dài dài của nó là 30. Rồi mình nếu mà mình không có nhà mình làm số lượng ít á, mình làm một cái mình xài á, thì mình làm một cái đơn này thôi. Còn mới làm số lượng nhiều mình làm cái rập đó, mình lấy dấu nè, nó lấy dấu mình chia ra làm đôi, là mình hàng cái này vô cho nó chuẩn đó, chuẩn thành cái này nè đó, thấy không đó. Đây có một đạn nè, có một đạn vô, thấy không cho nó, mình để cho nó ngay, để cho nó ngay, mình sẽ chấm lại. Đó, mình chấm phá lại. Rồi mình lấy thước ke mình đo. Cái ke mình đo. Rồi mình phá cái đầu trên lại. Rồi mình quay qua đây. Quay qua này. Mình cũng làm tương tự như vậy luôn. Mình đo vô tiếp. Rồi nó ăn ke cái mình chấm mình phá lại bên đây lại. Đó. Thấy không? Mình chia sẻ với các bạn nha, là cái ống này á, cái cây này á, chân của cái đĩa xe này á, là cái âm bằng ống kẽm, mình phải lấy máy mình đánh cho nó chóc mấy cái kẽm này ra hết nè, đánh cho nó chóc mấy cái kẽm này ra hết rồi mình sơn nó mới ăn nha. À, mình đánh ra cho nó sạch vậy nè, đánh cho nó sạch vậy nè đó, đánh cho nó sạch mấy cái kẽm ra hết rồi mình sơn lên nó mới ăn nha. Cái mặt này mình khỏi sơn nha các bạn. Mặt này mình khỏi sơn, mình lát nữa mình dán keo lên rồi. Mình sơn xong rồi các bạn. Đó, mình sơn xong rồi. Thấy không? Miếng là mình lấy cái miếng đẻ của nó nè, mình ịnh lên.
mình nên lên bề mặt của miếng cao su đó, mình canh cho đều rồi mình lấy dao cắt giấy nè, mình cắt đây, mình cắt cái miếng dán xong rồi nghe nè, đó miếng dán lên nè. À, trường hợp mà ở nhà các bạn không có cái miếng này á thì các bạn sơn cái miếng này luôn, sơn luôn cái miếng này rồi các bạn là xài luôn, là đứng lên luôn khỏi cần miếng xi. Nếu mà có ai mà có điều kiện mà mua được miếng xi á, miếng miếng cao su này á thì nó sẽ tốt hơn, mình đứng lên nó im cái giò hơn, nó mềm nó im cái giò. Sau khi mà sơn á, sơn đã khô rồi các bạn, là mình sẽ đóng nút lại nha. Mình lấy cái nút vuông 40 nè, lấy nút vuông 40 nè, nút vuông nè, cái mình đóng vô mấy cái lỗ của chân lại, đóng vô lỗ nè, thấy không? Mình đóng nút vô vậy các bạn, mình đóng vô xong hết rồi mình quấn keo lại, quấn keo lại mình mới đóng cái miếng bạc đạn vô. Rồi bây giờ mình vô bạc đạn, mình đóng đóng cốt bạc đạn vô nha các bạn, mình đóng cốt bạc đạn vô đó, thấy không? Mình để cốt vô đây, để cốt vô ngay cái lỗ bạc đạn là mình đóng vô lại đó. À, không các bạn, không các bạn đó, đóng vô đạn vô mình quay chút nữa mình dán thêm cái lớp dán miếng dán này lên nữa, chắc mình dán lên miếng dán này lên. Đây mình dán miếng cao su lên rồi các bạn, thấy không, mình dán miếng cao su lên rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dán miếng cao su lên nha các bạn, đó mình để lên cho đều, để lên cho đều, tách cho đều hai bên rồi mình bẻ này lên, tay này mình vịn lại đó, rồi mình lấy cái keo, mình lấy cái keo mình chế vô. Rồi mình để xuống, cái bên đây mình cũng làm tương tự vậy luôn. Đó, vậy là xong rồi các bạn, thấy không?
để qua bên. Thơm các bạn, ngon lành cành đào không? Ok không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo mình quấn lại rồi mình giao hàng cho khách. Đó, mình có hướng dẫn cho các bạn là cách thức làm cái đĩa xeo, lắc eo, lắc mông cho mông nở mà đít nở rồi eo thon nha các bạn. Eo thon đít nở nha. Vậy đó là mình giao hàng cho người ta. Rồi các bạn ơi, xong thấy không? Ok thấy không? Đó, lắc vậy đó các bạn, lắc vậy đó, cái mông đó các bạn, đứng lắc vậy đó, đó lắc vậy đó.